Sáng ngày 24 tháng 3, buổi lễ khai mạc và bốc thăm chia bảng của giải bóng đá FA Cup lần thứ nhất năm 2019 đã chính thức diễn ra. Những lá thắp may rủi đã tạo ra hai bảng đấu hết sức căng thẳng và hấp dẫn. Ở bảng A là sự có mặt của Trà Anh FC, Đức Hải, Đông Tây và Việt Style. Bảng B gồm có Tuấn Linh, 911, Ba Miền và Tấn Phát FC. Cũng trong sáng ngày 24 tháng 3, vòng 1 của giải bóng đá FA Cup lần thứ nhất đã diễn ra với 4 trận đấu của hai bảng AB. Tại bảng A, Trà Anh FC và Đông Tây đã tạo nên một trận đấu hết sức hấp dẫn bằng màn rượt đuổi tỷ số với kết quả chung cuộc 2-2. Ở cặp đấu còn lại, Đức Hải có một khởi đầu đầy khó khăn tại FA Cup trước Việt Style với thất bại 2-3 trong một ngày mà Thành An tỏa sáng với cú hat-trick đẳng cấp. Tại bảng B, Tuấn Linh FC đã thể hiện một sức mạnh đáng sợ trước 911 FC bằng chiến thắng hủy diệt 5-0. Trong khi đó, Ba Miền và Tấn Phát lại cống hiến cho người hâm mộ một thước phim hành động đậm chất với 9 bàn thắng. Ba Miền dẫn đối phương 4-2 khi trận đấu còn 5 phút. Nhưng khi kết thúc trận đấu, tỷ số 5-4 dành cho Tấn Phát.